Du Tiểu Phàm, người đẹp khóc của Quỳnh Dao 10 năm mang tiếng trong ăn vụng. Là nghề Đài Loan khá nhỏ nhưng lại cho ra đời những mỹ nhân khiến khán giả đứng ngồi không yên, ví như Du Tiểu Phàm, người đẹp khóc của những năm 90. Sinh năm 1964, Du Tiểu Phàm là con của một gia đình công chức ở Đài Loan. Từ nhỏ, cô đã được gia đình tạo điều kiện để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nữ diễn viên theo học tại Học viện Nghệ thuật Đài Loan và bắt đầu tham gia đóng phim ở tuổi 23. Đến năm 1990, người đẹp mới lọt vào mắt xanh của nữ sĩ Quỳnh Dao, được giao vai chính Uyển Quân trong bộ phim cùng tên, nằm trong series truyền hình 6 giấc mộng do nữ văn sĩ sản xuất. Vóc dáng cao ráo, cộng thêm vẻ đẹp thanh tao, đậm chất cổ điển, người đẹp Đài Loan thành danh nhiều bộ phim Uyển Quân. Kế thừa Lâm Thanh Hà, Lưu Tiết Hoa, Du Tiểu Phàm đã trở thành chủ mưu ngọc nữ đời thứ ba trong các phim của Quỳnh Dao. Du Tiểu Phàm cũng có duyên với các vai nàng dâu đến nỗi làm dâu gần như trở thành cái kiếp trong nghiệp diễn của mỹ nhân xinh đẹp này, như Nàng Dâu Cân, Nước Mắt Nàng Dâu và Nàng Dâu Hiếu Thảo. Không chỉ nổi tiếng ở xứ Đài, Du Tiểu Phàm còn được công chúng đại lục yêu mến. Các tác phẩm của cô đều lấy nước mắt người xem. Trong đó, Nàng Dâu Hiếu Thảo lấy được nhiều nước mắt của người xem. Tình tiết ẩn khúc ly kỳ, ân oán tình thù trùng điệp, Nàng Dâu Hiếu Thảo kể về ân oán của nhà họ Lưu, xoay quanh đó là câu chuyện mẹ chồng, nàng dâu cảm động giữa Như Ý, Du Tiểu Phàm và hai ba mẹ chồng đều hết mực yêu thương cô. Tuổi đời và tuổi nghề dày dặn đã khiến Du Tiểu Phàm thể hiện thành công những chuyển biến tâm lý phức tạp của nhân vật sau biến cố to lớn của cuộc đời, lột tả được tính cách chủ đạo của nhân vật, hiền thảo, chịu thương chịu khó như nàng dâu xưa. Quá buồn lúc đang ở tuổi xuân thì, nhưng Như Ý không chịu thái giá theo lời trăn trối của chồng. Cô gánh trọng trách quán xuyến chuyện mua bán và chăm sóc mẹ chồng cùng món nợ do chồng để lại. Du Tiểu Phàm từng được nhận xét, có nét đẹp đặc biệt, mắt không quá to nhưng sáng long lanh và nhiều cảm xúc, miệng nhỏ chúng chiếm, đậm nét hương xưa. Quá vậy, Du Tiểu Phàm là một mỹ nhân cổ trang hoàn hảo trên màn ảnh những năm 90, lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Cô cười đẹp, khóc càng đẹp hơn. Chỉ qua ba tác phẩm của Quỳnh Dao, gồm Uyển Quân, Bà Đóa Hoa và Ái Phong Phu, Du Tiểu Phàm trở thành tên tuổi nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhiều bộ phim sau đó không phải do Quỳnh Dao chế tác, Du Tiểu Phàm vẫn tạo dựng được tiếng vang như Thi Công Kỳ Án, Thất Hiệp Ngụ Nghĩa, Kiếm Tiểu Tình Duyên, Liêu Trai, Khang Hy Đại Đế. Mô típ vẫn là những cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó, lần đầu tình duyên, thực tế không có quá nhiều đột phá. Nhưng trong bối cảnh làng nghệ thuật những năm 90, tiểu thuyết diễm tình kiểu Quỳnh Dao lên ngôi, thì Du Tiểu Phàm vẫn là một ngôi sao hàng đầu trong lòng khán giả. Xinh đẹp, diễn xuất tốt, không thị phi, đạo đức nghề nghiệp được đánh giá cao, đó là những gì mà khán giả khi nhớ về mỹ nhân cổ trang này. 10 năm mang tiếng để chồng ăn vụng. Năm 1991, khi hợp tác cùng ông Gia Minh trong Ái Phong Phu, Du Tiểu Phàm đã phải lòng bàn dị đĩ trai. Ông Gia Minh lúc đó cũng là một nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng. Chuyện tình cảm của hai người đến cũng rất nhanh chóng và đơn giản. Năm đó, ông Gia Minh chỉ tham gia vai nam thứ, được phân công ở cùng phòng với nam diễn viên gạo cội Triệu Ngọc Hoàng, người đảm nhận vai cha của Du Tiểu Phàm trong phim. Sau giờ làm việc, Du Tiểu Phàm thường qua gặp tiền bối mà cô gọi là Triệu sư phụ để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm diễn xuất. Qua đó mà cảm mến luôn bạn cùng phòng của thầy giáo. Cả hai nhanh chóng đến với nhau và công khai tình cảm. Cách đây hơn 20 năm, chuyện tình cảm của nghệ sĩ đơn giản hơn bây giờ, không trốn tránh, giấu giếm hay phủ nhận. Cả hai được coi là tiên đồng ngọc nữ cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời thực. Trên thực tế, sự nghiệp của Du Tiểu Phàm có một chút nhỉnh hơn so với ông Gia Minh. Tuy nhiên, nam diễn viên từng chia sẻ, cô ấy là một đại minh tinh trong sự nghiệp, nhưng lại là người phụ nữ dịu dàng, khiêm tốn trong cuộc sống. Điều khiến tôi cảm phục Du Tiểu Phàm nhất là sự từ tốn, nhỏ nhẹ, chu đáo và rất mực chân thành quan tâm người khác của cô ấy. Ngôi sao là danh từ báo chí đặt vào, còn với tôi, Du Tiểu Phàm luôn là cô gái, dành trọn trái tim cho ông Gia Minh và chỉ vậy thôi. Năm 2001, Du Tiểu Phàm và ông Gia Minh kết hôn sau 10 năm hẹn hò bằng một hôn lễ hoành tráng với sự góp mặt của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Trong ngày cưới, nam diễn viên đã thề thốt sẽ suốt đời chăm sóc yêu thương Tiểu Phàm, không để cô ấy chịu khổ. Nhưng sau này, lời thề ấy đã bị chính hành phá vỡ. Đến năm 2009, thông tin ông Gia Minh ngoại tình khuấy đảo làng giải trí Hoa ngữ. Báo giới còn đưa tin, nam diễn viên đi lại cùng lúc với hai cô gái trẻ, trong đó có Tô Gia Mạn, một tiếp viên hàng không nổi tiếng của hãng hàng không tại Đài Loan. Nguyên nhân ngoại tình của ông Gia Minh được báo giới phân tích là Du Tiểu Phàm nhận nhiều phim ở Trung Quốc đại lục, thường xuyên xa nhà, khó tránh khỏi tình cảm nguội lạnh. Du Tiểu Phàm và ông Gia Minh chưa bao giờ khẳng định hay phủ nhận những vết rạn trong cuộc sống gia đình. Có điều, khoảng thời gian sóng gió đó, Du Tiểu Phàm từng nặng lòng. Ngày tháng rồi vẫn phải trôi đi, chứng tỏ rất có thể ông Gia Minh thực sự đã lầm lỡ. Từ đó đến giờ, báo chí vẫn hình dung quan hệ của cặp vợ chồng tiên đồng ngọc nữ một thời là đồng sàng dị mộng. Thỉnh thoảng lại có những tin như ly thân 9 năm hay như những người xa lạ. Tuy nhiên, tình cảm không còn mặn nồng là điều có thể. Khi được hỏi vợ chồng có vì chuyện này mà ly hôn hay không, Du Tiểu Phàm trả lời, hiện nay, điều cấp bách nhất là tôi phải bảo vệ các con, nhất là đứa con trai lớn. Vì thế tôi mong báo chí đừng bới sâu vào chuyện này nữa, làm ảnh hưởng đến các cháu thì không nên.
Hiện tại, dù Tiểu Phạm đang cùng hai con ở bên Mỹ, ông Giang Minh qua lại giữa Đài Loan và New York, vừa chăm lo gia đình ở New York, vừa chăm sóc mẹ già ở Đài Bắc. Mỹ Nhân một thời nay đã 55 tuổi, không còn tham gia đóng phim và bằng lòng với vai trò một bà nội trợ. Năm 2007, người đẹp trở lại phim trường cho đỡ nhớ nghề qua các vai trưởng bối của những nghệ sĩ trẻ thế hệ 8X, 9X. Bị lừa 28 tỷ đồng vì nhẹ dạ cả tin. Vào năm 2014, khi đang quay phim ở Trung Quốc, Du Tiểu Phạm nhận được điện thoại tự xưng là công an Thượng Hải, cho biết cô bị tình nghi liên quan đến một vụ án lừa đảo quy mô. Chúng bảo rằng công an sẽ giám sát các tài khoản ngân hàng của Du Tiểu Phạm, đồng thời yêu cầu cô gửi tiền cọc vào một tài khoản chỉ định. Sau khi hoàn thành, vụ án sẽ trả lại. Nữ diễn viên ngoan ngoãn thực hiện 6 lần chuyển tiền qua mạng, tổng cộng 8,45 triệu nhân dân tệ và thời điểm đó là hơn 28 tỷ đồng. Sau khi chuyển tiền, Du Tiểu Phạm mới thông báo với chồng mình, biết bị lừa, họ nhanh chóng đến trình báo cảnh sát Đài Loan. Cảnh sát lập tức ra lệnh phong tỏa tài khoản kia nhưng đã muộn, chúng đã rút sạch tiền. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện tổ chức này đã xây dựng một trang web với danh nghĩa Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, có IP đặt tại Canada. Tháng 3 năm 2015, cảnh sát Đài Loan đã tóm gọn 17 tên tội phạm liên quan đến vụ lừa đảo Du Tiểu Phạm. Sau 4 năm xét xử, mới đây, tòa án có phán quyết yêu cầu những kẻ lừa đảo phải bồi thường cho Du Tiểu Phạm số tiền 10,07 triệu nhân dân tệ, tương đương gần 34 tỷ đồng.